Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã tới với channel của mình. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với lại tập 5 của Minecraft. Ồ lộn, tập 6 chứ. Của Minecraft thợ săn kho báu. Thì trong tập trước thì mình đã có một chuyến đi khám phá các ải rồi. Nói chung thì nó cũng không có được may mắn cho lắm các bạn ơi, bởi vì mình thiếu cái cung tên. Và trong tập hôm nay thì mình sẽ chuẩn bị các dụng cụ cũng như có một chuyến đi mai để chúng ta có thể tìm được thêm những cái viên kho báu mới nhé. Hiện tại thì mình hết rồi. Ở đây thì mình đang cố gắng farm thêm một ít gọi là cà rốt nữa để chúng ta đổi thêm một ít ngọc lục bảo các bạn ơi. Mình cần trao đổi thêm quyển sách gia tài 3 để chúng ta ép cho cây cúp của mình nữa. Ok, tốt lên, tốt lên. Đấy, cầm tiền chưa? Và để đổi ra thêm một ít carrot nữa xem nè. Bộ lộng, emerald nữa. Đấy, 40 rồi. Bây giờ mình chỉ cần lấy một ông dân làng mới rồi chúng ta sẽ làm cho ổng ở vị trí này đi. Đó, được, 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 được. Chúng ta sẽ lấy, cứ cầm ban khứa ra đi. Mình nhớ là mình còn khá là nhiều sách đấy. Chúng ta có thể tận dụng được. Đây, đây, sách ở đây thì khỏi lo luôn. Thì chúng ta sẽ chế tạo nhanh một cái kệ sách nhá. Thì đầu tiên là một cái kệ như thế này, một cái bục. Đó. Lấy cái này ra. Ồ, cái này là màu nó khác nè các bạn à. Và như vậy chúng ta sẽ có một cái kệ sách mới, có vẻ cũng khá là được đấy. Mình sẽ làm cho một chỗ cho mà anh dân làng luôn. Và chúng ta sẽ cố gắng tìm cuốn sách gia tài 3 thật nhanh thật tốt nhá. Và trong tập hôm nay có lẽ mình sẽ cần một chuyến đi khám phá xa nhà đấy các bạn ơi. Có lẽ mình sẽ đi đường này. Mình cũng đang muốn đi săn con rồng luôn. Nếu mà chúng ta tìm được xương rồng thì sẽ có vũ khí xịn hơn. Đó, có những cây cung nó sẽ tương đối là xịn luôn ấy. Và đây, hứa này nhận việc ở đây. Chúng ta sẽ tìm cái cuốn sách Fortune. Cuốn sách gọi là gia tài các bạn ơi. Cố lên, cố lên. Smile, Blood Protection. Đây, dòng gai này. Nói chung nó sẽ có rất nhiều dòng đây đây. Cái này là gia tài 1 các bạn ơi. Gia tài 1 chúng ta lấy luôn không? Thôi, mình nghĩ là mình cứ run cho tới khi gia tài 3 đi, cho nó đỡ tốn cái level các bạn ơi. Và dòng gia tài 3 đây rồi. Thôi là mình đã trao đổi xong luôn. Bây giờ chúng ta sẽ ghép nhanh cho cái cây cúp này của mình luôn. Chúng ta có hai cây đúng không? Một cây có đồ mềm mại, một cây này. Mình sẽ ghép cho cây này để chúng ta 7 chi phí. Ôi trời. Trời luôn. Hư cái đây luôn rồi. Hơi toan nhờ. Bây giờ còn 9 level thì mình sẽ chế tạo một cái kiếm kim cương mới đi. Cái kiếm này thì không dùng được rồi. Chúng ta sẽ dùng tạm một cái kiếm kim cương bình thường nhé. Mình lần trước thì mình có loot được một cái cuốn sách có dòng sắc bén 5 ấy. Không biết mình có nên nâng cấp cho cái kiếm luôn hay không. Nhưng mình nghĩ là mình nên ưu tiên thêm một ông dân làng này nữa để chúng ta lấy cái dòng vô hạn các bạn ơi. Mình cần dòng vô hạn để mà bắn cung cho nó xịn sò con bò hơn. Hoặc có thể là mình sẽ trao đổi cung tên với lại mấy khứa dân làng cũng được. Một ông làm vàng cung tên cũng được. Nói chung thì có nhiều cách các bạn ơi. Hiện tại thì cái đe hư rồi, chắc là chúng ta phải tự trao đổi cung tên thôi. Nhà mình còn chỗ để mà có thể nhốt dân làng ở đâu không ta? Ok, chỗ này chúng ta sẽ cho thêm một ông dân làng ở đây nữa nhá. Như thế này. Cái chỗ này thì nó tương đối nguy hiểm các bạn ơi. Tại vì á, nó đang gần cánh cửa này. Mình sợ là nhóm dân làng bị tấn công ấy. Vừa chứ ta các bạn làm cung tên xong nhưng mà ở đây có hai khứa dân làng nó không chịu nghe lời các bạn ơi. Nó không chịu làm việc. Mà nó chặn hai bên thế này rồi nhưng mà có vẻ cũng không được các bạn ơi. Hơi tiếc nhờ. Hai khứa này nó lại không chịu nhận việc gì luôn. Làm bỏ táo vàng đi. Vậy sao tôi có thể trao đổi được cung tên ta? Vậy cái phần cung tên thì mình tính sau đi. Mình cứ cầm theo các bạn làm cung tên rồi à. Đi tới cái làng rồi mình trao đổi luôn cũng được. Không sao. Cất hai khứa dân làng rồi đi. Trời ơi thiệt tình luôn á. Vậy thì chúng ta sẽ trao đổi những cung tên sau. Ở đây thì mình còn 7 mũi tên. Nói chung thì vẫn có thể sử dụng. À quên, tôi đã thêm cái mắt backpack vô rồi các bạn ơi. Sẵn tiện bây giờ chế tạo luôn nhờ. Ở đây thì cất hai khứa này vô nhá. Chúng ta sẽ có được ba lô backpack đây. Cái loại ba lô này sẽ giúp mình xịn khá là xịn luôn các bạn ơi. Ơ nhưng mà cái này có chế tạo được không? Cái ba lô này thì có vẻ là không. Vậy thì mình sẽ chế tạo lại ba lô này rất là quen thuộc đó chúng ta thôi. Một cái rương, 4 gia thuộc và 4 sợi chỉ. À ha, 1, 2, 3, 4. Rồi, bây giờ mình chế tạo thêm mấy cái rương nữa thôi. Là lượm tiền. À, rương, 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 rương. Ở đây chúng ta sẽ có hai cái rương luôn. Và lượm một cái ba lô đi. Tạm thời thì chắc là mình chỉ có được, chỉ xài được một vài cái thôi. Chắc xài tới ba lô vàng thôi các bạn ơi. Ok, mình sẽ đổi mấy cái này ra. Chúng ta sẽ biến nó thành mấy cái thỏi vàng đi, dùng cho nó dễ chút xíu. Bây giờ thì mình sẽ lấy thêm sắt ra nữa. Đây, còn kim cương thì có vẻ đủ không ta? 7 kim cương à. 7 kim cương hình như là không đủ thì phải. Hơi bị buồn ấy. Chúng ta sẽ cố gắng đi tìm thêm kim cương nhé. Ở đây nâng nó lên thành ba lô sắt. Và từ ba lô sắt mình sẽ nâng lên thành ba lô vàng luôn. Đó, bây giờ thì cái khả năng chứa của nó sẽ rất là to. Đi khám phá kho báu thì như thế này nó mới xịn được các bạn ơi. Mình sẽ chứa đồ vô trong đây. Mũi tên các thứ này. Đó, ngon lành liền. Còn có bát tỏi trường sinh này thì phải đem theo trong người nhé.
Mọi thứ thì có vẻ xong xuôi rồi. Chúng ta sẽ cần một chuyến đi mai thôi các bạn ơi. Sẵn tiện mình sẽ đi khám phá và đi tìm mấy con rồng luôn. Có càng nhiều rồng thì càng tốt nha. Bây giờ thì mình sẽ đi theo hướng này. Cố lên cố lên. Đi theo hướng mới đi. Ở bên đây là một vườn hoa luôn các bạn ơi. Chắc là mình sẽ nhộm cho cái ba lô của mình cho nó đẹp đẹp đi. Ủa em ở đâu kìa. Trời ơi, nếu mà nó là kim cương là xịn rồi. Kim cương là mình nâng cao cái ba lô này của mình lên thành ba lô kim cương luôn á. Là sẽ siêu cực kỳ to luôn. À chết rồi. Tới chỗ của bọn chicken tiếp rồi nhá. Chắc là phải xử lý tụi này luôn nhờ. Mà trước tiên thì mình gom cục kim cương. Cục emerald này cái đá. Yes. Dạo to liền. Bút mấy cái này đi. Chúng ta sẽ nhậm màu đỏ đi ha. Mình nghĩ là chúng ta nên nhậm màu đỏ đi. Đây. Cho ba lô mình nó sẽ có. Mình không thích kiểu nhậm này nha. Đây. Mình thích kiểu nhậm này hơn. Các bạn thấy nó hơi khác không? Để ngang thì nó dày. Nhưng để đúng thì nó sẽ đỏ nguyên cái ba lô luôn. Thì nhìn nó sẽ đẹp hơn. Rồi. Bây giờ thì chuẩn bị có một pha cơm bát và lại mấy khứa này rồi. Mình mặc vào đồ chiến binh chắc là tụi nó sẽ cũng sẽ sợ mình ha. Ok. Những chiến binh đánh với nhau. Ok ok. Ôi. Mấy con hoa này cứu tụi nó. Đánh đi bro. Đánh đi. Ok, xử lý xong một con gà rồi. Ở đây hình như vẫn còn tên thì phải. Dưới đây cũng có nữa này. Ok. Ok anh bạn nhá. Nó rớt xuống dưới rồi. Và ở đây có rất nhiều cái này cho mình luôn, cả vàng nữa. Tôi đang cần vàng khá là nhiều đấy. Thôi kệ tha cho nó đi. Hiện tại thì khu vực này vẫn chưa có gì động tĩnh gì các bạn ơi. Tiếp tục đi tìm mấy khứa con rồng rồi thôi. Lạ là bọn chicken ở đây. Đằng kia có một tòa tháp kìa. Ok thì chắc là mình sẽ xử lý công trình của tụi này trước. Và chúng ta sẽ lấy đồ. Chắc là đêm nay thì mình sẽ xuống cái tầng sâu nhất luôn các bạn ơi. Để chúng ta có thể đi ra kho báu luôn đi. Chứ nãy giờ mình đi cũng như đây rồi. Nhưng mà vẫn chưa thấy cái gì đặc biệt hết. Ok cố gắng loot nhá. Tính ra mặc giáp này mà tụi này đánh mình vẫn đau quá. Ok. Những cái con chicken này. Nhờn này. Nhờn này. Không thấy. Không thấy đàn anh ở đây hả. Mình mặc áo giáp chung với tụi nó mà tụi nó vẫn dí mình á. Ok. Đó là đã xử lý xong rồi. Chúng ta sẽ bay một phát lên luôn. Ok. Ở đây chúng ta sẽ có cả rớt vàng tiếp các bạn ơi. Mình có vàng là được rồi. Và trên kia có nhiều khói vàng lắm. Đúng rồi. Trên cái đỉnh tòa tháp này có nhiều khói vàng lắm các bạn ơi. Hình như vậy á. Lên đó chúng ta sẽ loot được nhiều lắm ấy. Ok. Lên 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 lên. Chiến này cũng hơi căng rồi nha. Tại vì nó có lòng spawn của những cái con Vex các bạn. Những cái tên quỷ bay á. Mình rất là ghét cái tụi đó. Nhưng mà thôi chúng ta phải đối mặt thôi. Có lên. Ở cái chỗ này địa hình hơi khó di chuyển nha. Chặn đường là đi. Để cho bọn quái được có ai vô đây hết. Ở đây thì chắc là mình phải xử lý gọn ghẽ thôi. Là spawn nhện này. Rồi xử lý cả cái chỗ này nữa. Mình phá mấy cái lòng spawn trước rồi mình loot sau nha. Ok. Phá hết đi, phá hết đi. Mấy chị nhện nó kiếm chuyện với tôi nè. Để đi mấy con vest nó spawn ra bây giờ. Ok, nhện rất nhiều các bạn ơi. Tôi đụng trúng cái hang nhện rồi. Nhện này. Nhện này. Nhện, nhện. Khá là tối tăm nha. Từ từ mình sẽ lập cái này lên cho các bạn dễ nhìn nha. Tại vì tối quá các bạn sẽ hơi khó nhìn đấy. Có cả những con nhện tàng hình nữa thì phải. Nhện này. Có lên. Và được khá khá rồi. Hình như là con vest gần spawn ra rồi sao ấy. Đó, nó spawn ra rồi. Oh my god, đây rồi. Tiêu diệt nó thôi. Đây, cái bọn này nè các bạn thôi. Đi ra. Nhờn này. Giữ này. Hình như có hai tên spawn ra cùng lúc thì phải. Xuất hiện đi. Đây rồi. Đây rồi. Ok. Hình như là xong rồi. Perfect. Ở đây thì mình sẽ cắm đút và loot đồ đây thôi. Hình như ở đây sẽ có một cái bản đồ kho báu. Đây rồi. Kho vàng. Như vậy chúng ta sẽ có thêm được quả táo vàng để mà chế tạo thuốc các bạn ơi. Mừng thật sự. Và một cái waystone. Nhưng waystone thì bây giờ nó sẽ hơi khó để sử dụng được ấy. Ở đây chúng ta đây có một cái bản đồ này. Chút xíu mình sẽ khám phá cái bản đồ này luôn. Rồi sau đó chúng ta đào thẳng xuống đi mai luôn. Thì nó sẽ là một công đôi việc luôn á. Đem cái cúp này đi. Chút xíu có gì mình đi ven mai cho nó dễ. Ngoài ra thì một quyển sách holding tree cũng được. Cứ giữ đi. Ở đây chúng ta được hai quyển sách khác. Đồ mềm mại này. Cái này cho cái sẻng là bơ vẹt nha. Và channeling. Ok giữ luôn. Được nha. Thêm một cái cúp khác. Mình có cái ba lô xịn đó các bạn ơi. Cho nên thoải mái chúng ta có thể cất được mấy cái đống đồ này. Đó. Bơ vẹt liền. Rất là nhiều cà rốt vàng để mình có thể ăn luôn. Nhưng mà mấy miếng thịt này tôi không có cần cho lắm đâu. Tầng dưới đây thì chỗ này thì có nhiều sợi chỉ thiệt. Táo vàng phù phép. Cái này có thể chế tạo thuốc được không? Cái này có thể làm ra được những cái này. Táo vàng phù phép mà mình tìm được là hơn lắm ấy. Và một cái loại
foil khác dùng để chế tạo một cái loại gì nè. Wow, có những chiếc nhẫn đó các bạn ơi. Hình như những chiếc nhẫn này chúng ta có thể đeo vào trong người được. Này con nhà bà sư nha. Những chiếc nhẫn này sẽ chế tạo cần một cái run of air, cái này phải đi tìm đúng không? Còn loại nhẫn khác không? Nói chung nó sẽ cần có những cái run đó các bạn ơi. Đa phần sẽ cần những cái run thôi thì chúng ta mới có thể chế tạo được những chiếc nhẫn này. Wow, mana pylon. Nói chung là xịn. Loại khoáng sản này xịn nhá. Và giữ trong người thôi. Xương nữa này. Nói chung thì được đồ thế này cũng thích. Mà sao đây chỉ có một cái đường vậy ta? Tiếp tục cắm đút ở đây và chúng ta được thêm mấy cái quặng bạc này. Lộn, mấy cái phôi bạc chứ. Lại thêm những cái ổ bánh mì ăn chống đói. Ê, đi thế này mà cũng chậm ở đây được nữa hả? Tiến xuống. Vẫn còn đường cho mình khám phá các bạn ơi. Ba lô khác. Yes, được thêm một cái ba lô nữa. Ngon lành. Thêm ba lô có thể chứa đồ giúp mình nữa này. Xuống thật sự. Ngon. Giờ chiến này là mình khỏi lo được các bạn ơi. Táo vàng. Chúng ta sẽ có thể chế tạo được thuốc luôn. Và blank run. Cái này dùng để chế tạo những cái run hả? Cứ giữ đi, mình nghĩ nó sẽ có giá trị đó. Và còn một tầng nữa thì phải. Đây là tầng trệt rồi mà nó sẽ không có đồ các bạn ơi. Bây giờ thì mình sẽ xem thử cái kho báu này coi. Nó sẽ đưa mình. Mình đang ở cái bên đó luôn. Nên là bây giờ mình nghĩ là mình sẽ đào thẳng xuống luôn ấy. Và chúng ta sẽ đi khám phá luôn. Đây. Nó cũng tương đối gần các bạn ơi. Nó nằm ở ngoài bên kia. Ngoài kia có nhiều quái vật không? Lao ra thôi. Chúng ta sẽ đi ra ngoài đây đi. Mình thấy quái vật spawn cũng không nhiều cho nên cũng không sợ lắm các bạn ơi. Và chúng ta gần tới nơi rồi. Mình nghe vị trí này luôn. Rồi. Việc của mình là đào thẳng xuống. Mày nhá, kiếm chuyện nhá. Vẫn còn một cái tòa tháp bên kia nhưng mà thôi. Mình chỉ đi khám phá cái tòa tháp này thôi. Và vứt mấy cái này đi. Che cái chỗ này lại luôn. Đó. Bây giờ thì cái kho báu này chúng ta có thể cất vô rồi. Mình sẽ cất tạm nó ở trong những cái chỗ này đi. Hình như là mình gần tới rồi thì phải. Tầng ba mấy rồi. Sao xuống đây có cả sỏi vậy? Ui, tới rồi, lượm tiền. Thì cái chỗ này thì cũng tương đối là quen thuộc các bạn ơi. Vô, ui. Không ổn nha. Giết tụi này trước. Phá lòng spawn. Thực ra cái chỗ này có thể làm máy farm cũng được đó các bạn ơi. Mình có thể là để lại làm spawn làm máy farm ấy. Nhưng mà mình muốn làm máy farm zombie hơn. Cho nên là lòng spawn của tụi skeleton mình đập hết nhá. Tôi chỉ lấy lòng spawn của zombie thôi. Mấy cái này vứt đi. Có nhiều đầy rương thôi sao? Còn đợi cho tôi không? Ở đây chúng ta hình như có ba cái phòng khác nhau lận. Đây. Chỗ này có mấy khứa zombie này. Phá cái này. Cái monster box này phải phá nhá. Trời ơi, nó sinh ra luôn rồi. Có con nhện nữa. Anh bạn à, đừng vậy chứ. Dùng cái kỹ năng này để mà loại bỏ cái hiệu ứng độc các bạn ơi. Nice. Đồng đấy. Nhện này. Vẫn còn một con nhện nữa cơ. Ôi, nó vẫn trúng mình kìa. Ba, mày nè. Dùng tiếp kỹ năng. Đó. Dọn dẹp ngay cái hiệu ứng xấu liền. Ui, rơi cả đầu Ripper và rất nhiều cái loại xương này luôn á. Tụi này thiệt tình. Và ở đây thì chúng ta sẽ nhìn ghi nhớ lại tọa độ này nhé. Và có lẽ trong những tập tiếp theo tôi sẽ làm một cái máy farm ở đây đó. Ok. Lại những cái block này nè. Yên ngựa hả? Yên ngựa thì tôi thực sự là không cần cho lắm đâu. Ok. Vẫn còn một căn phòng nữa. Ở đây là những con Stray. Oh my god, mấy con Stray này mạnh nha. Tới lúc chúng ta phải cùi dùng khiên nữa các bạn ơi. Mày này. Nó đang lú cái chân lại thì mình chỉ cần bam nó thôi. Mày nhờn này. Chuẩn bị vô thôi. Quan trọng là trong đấy có con Creeper các bạn ơi. Săn cái tụi này thì cũng không khó đâu. Nổ đi. Cho mày nổ luôn á. Ok. Xử lý mấy thằng đó giùm ta đi. Phá lòng spawn trước các bạn ơi. Tôi chỉ chừa một cái lòng spawn zombie duy nhất thôi. Đồ vàng kìa. Bắn nhau đi, đúng rồi. Ok. Nó tự tiêu diệt giùm mình luôn rồi. Cái khiên trong đây khó chế tạo lắm á. Chút xíu hư khiên là hơi đau ấy. Ok, anh bạn này. Và căn phòng này cũng đẹp các bạn ơi. Nếu mà trong tương lai dùng làm căn cứ thì cũng được đó. Ok, ở đây chúng ta được một quyển sách Imploding File. Mấy mũi tên này có lấy không? Chắc là lấy đi ha. Mình cũng đang thiếu mũi tên ấy. Cho nên là đụng cái nào thôi lấy cái đó đi. Lại là một bản đồ khác. Snowy Temple Map. Một cái ngôi đền tuyết các bạn ơi. Không biết nó có gần đây hay không. Flame. Nó sẽ hơn cây cung hiện tại của mình nên mình sẽ dùng cây cung Flame này. Loyalty 2 thôi, không cần đâu. Không cần Loyalty 2 nhá. Wow, lượm tiền các bạn ơi. Hên. Ném mấy cái này vô hết đi. Than phải để bên ngoài để cho tôi làm đủ các thứ nữa. Tính ra được đồ ngon không nha. Chiến này hơi bị lời nha.
Nãy sự để xem coi cái bản đồ đó nó có gần chỗ mình không. Bản đồ này thì bản đồ này nó sẽ tương đối xa mình. Vậy khi mà mình có đôi cánh ấy, thì mình nghĩ là mình hãy di chuyển cho nó dễ nhá. Cho nên chúng ta cũng sẽ cất cái bản đồ này vô luôn đi. Ở đây hiện tại là tầng 21. Để mà có thể đi mai được ấy, thì chắc là mình phải đào sâu xuống tới tầng bedrock các bạn ơi. Đào sâu xuống khoảng tầm mười mấy tầng, 20 tầng nữa. Bây giờ thì làm thêm ít đuốc. Đào xuống có một tí là chúng ta tới ngay cái chỗ này luôn rồi. Tới những cái tầng sâu các bạn ơi. Nhưng mà tầng này vẫn còn khá là cao ấy. Đó là cái quặng kho báu. Cho nên là chúng ta vẫn cần đi xuống thêm chút xíu ở đáy xã hội nữa các bạn ơi. Một chuyến đi sâu sâu hơn. Thôi sẵn tiện để mình tìm chút kim cương coi có không. Tại mình cũng đang khá là gần kim cương ấy. Nên lên mấy cái ba lô này thành kim cương thì nó vẫn ngon lành cành me hơn. Ok la thì để mình nhìn trên bản đồ coi. Ủa bên hướng bên đây có những cái đơn trình ngục tối kìa. Ở những cái tầng khá là sâu luôn. Nhưng mà thôi, đó không phải là thứ mà mình đang hướng tới. Chúng ta sẽ đào sâu xuống khoảng tầng bao nhiêu nhờ. Thấy bắt róc luôn đi. Đào hẳn thấy bắt róc luôn thì nó sẽ ok hơn đấy. Wow. Tôi đào một phát là tới tầng đây. Đây là tầng bắt róc đúng không? Giờ mình nghĩ mình sẽ đào ở tầng này. Mình sẽ đào ở tầng này là perfect này. Vứt một vài thứ đi. Hôm nay là một chuyến đi mai các bạn ơi. Và kích hoạt những cái viên kho báu đó luôn. Còn bây giờ thì chuyên mục ven mai đây rồi. Đây. Đó. Liệu coi những quặng kho báu nó có nằm dưới đây không. Hello. Không có các bạn ơi. Tiếp tục. Tiếp tục này. Công nhận là đào bằng cây cúp sắt này. Đào một phát nó mất nửa cây luôn. Hơi bị tốn nha. Nhìn sơ thử coi. Kim cương với lại cúp sắt thì vẫn với lại mấy cái kho báu thì vẫn chưa thấy nha. Công nhận đào nhanh thiệt á. À nó nằm bên đây nè các bạn ơi. Ồ công nhận hay thiệt. Các bạn chỉ mình cái mẹo ấy. Tìm đúng nhanh luôn. Và đào một phát được nhiêu vậy. Ở có gia tài đó nha. Một à. Gia tài mà. Mấy cái đá này thì mình sẽ để dành về xây nhà nhé. Mấy cái đá này xây nhà đẹp lắm các bạn ơi. Tôi rất thích. Đây đây. Còn một cây cúp sắt nữa. Ơi xui thiệt á. Sao con cục vậy ta. Thử hướng lên ngược lại xem. À, lần này thì sao. Lần này thì có vẻ không có cục kho báu nào hết. Tiếp tục chuyến hành trình. Đào banh cái chỗ dưới đây luôn. Và có vẻ như là vẫn không có cục kho báu nào hết các bạn ơi. Đào sắp mặt thì mình cũng đã tìm thêm được một quặng khác rồi. Mình nhận ra đấy là bộ giáp của mình nó đã tự sửa chữa hết rồi các bạn ơi. Mình vừa chế tạo thêm những cây cúp sắt khác ấy. Để chúng ta có thể dễ dàng đào hơn. Và lần này thì bao nhiêu viên đây. Ủa có thật sự là cái dòng này là dòng gia tài không ta. Sao mà xui dữ vậy ta. Ok thôi tiếp tục chuyến hành trình thôi. Cứ đào thêm. Mình nghĩ là sớm muộn gì cũng sẽ có đồ xịn thôi. Ôi hết cúp sắt rồi nhanh thiệt á. Chúng ta sẽ chế tạo thêm một vài cây cúp sắt nữa. Dù gì mình cũng có gọi là có sắt ở đây mà. Việc gì mà không dám chứ. Còn được 3 cây nữa nè. Làm nốt luôn đi. Lần này thì ở hướng này. Hướng này không có thì tiếp tục bên đây. Nói chung thì bên mai mấy cái này cũng nhanh lắm các bạn ơi. Chúng ta sẽ tiếp tục thử cái vận may. Lần này thì vẫn chưa thấy nha. Tiếp tục cái cây thứ hai thôi. Và ở hướng bên đây đi. Nói chung nó chỉ đào được một loại block thôi các bạn ơi. Hình như cái đó không phải. Mình nhớ là nếu là kho báu nó sẽ phát sáng lên chút xíu đó, đúng không. Ở đây này này. Yes. Được thêm cục nữa. Lần này thì bao nhiêu viên đây. Ui lần này có vẻ nhiều hơn ấy. Đây. Lần này là 4 viên. Bây giờ tôi đã có được 6 viên rồi các bạn ơi. Lụm tiền. Ồ thôi. Không cần nữa, tôi chỉ cần khoảng bao nhiêu đây thôi. Bây giờ mình sẽ đi tìm kim cương nhá. Chúng ta đi mai đi. Đi kiếm cái chỗ nào để mình đi theo cái đường hang ấy. Tìm kim cương nó sẽ dễ dàng hơn. Ở đây có thêm uranium này thì mình không cần cho lắm. Ok đi săn kim cương thôi. 6 cái này là rất là đủ dùng luôn rồi đấy. Wow. Nguyên cái động kim cương trong đây luôn các bạn ơi. Mò vô tới nơi thì cũng đã có được một cái chỗ kim cương khá là nhiều cho mình luôn. Mình sẽ cần lấy than nhá. Tại vì than nó đang khá là quan trọng đó mình đấy. Lấy càng nhiều càng tốt thôi. Và để thử nhá. 1 viên, 2 viên, 3 viên, 4 viên, 5, 6, 7 và 8. Chúng ta có 8 quặng. Để xem có được bao nhiêu viên đây. Và 11. Không, 13. 13 thì cũng được ấy. Cũng tạm được các bạn ơi. 13 thì cũng kiểu tạm chấp nhận được nhá. Ở đây còn nữa nha. Ở đây vẫn còn. Để mình nâng cái lên thành ba lô kim cương luôn. 1, 2, 3. 25. Ngon. 25 rồi. Lượm tiền. Coi còn không. Ở đây vẫn còn ít than. Chỗ này là chỗ mình mới vừa đi lúc nãy rồi. Ở trên đây có thêm tí sắt.
Lấy thêm luôn. Wow. Mấy cái quặng này thôi thôi lấy một ít thôi được không? Lấy nhiều quá nó bị nó bị quá tải rồi. Ok, xương này thì không cần này. Ok, tạm thời sẽ là như thế này. Ở đây thì vẫn còn khá là nhiều sắt cho mình. Mấy cái quặng này nó sẽ tự động phát sáng lên nhìn rất là xịn. Mình mò tới luôn cái tầng hầm của tụi quái vật rồi các bạn ơi. Đi sao mà mò hẳn tới đây luôn. Tới đây thì cần thêm tí đuốc này. Ok. Căng à, hay nhảy xuống luôn ta. Sợ gì chứ. Thôi tan, thôi tan ơi. Chui lộn ở chỗ này rồi. Vô ngay cái chỗ trung tâm luôn hả. Ok, có đường đi ra không? Không, mình nghĩ là sẽ có thể giúp mình đi bằng cái đường đường nước để mình lên lại các bạn ơi. Let's go. Cứu, 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 cứu. Ok. Trời ơi. Dã man thiệt. Tôi liều thiệt chứ. Ở dưới có cái rương xịn đó các bạn ơi. À, như vậy thì mình vẫn có thể xuống được ấy. Vẫn có thể xuống để mà lút thử ấy. Ngại gì mưa rơi chứ. Làm quả táo, quả cà rốt vàng rồi đi xuống thôi. Mình có giáp xịn mà. Ok. Đó, 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 đó. Kim cương. Than. Ồ, rất nhiều vàng. Có thuốc nữa các bạn ơi. Mà làm sao để lấy thuốc ta. Đi ra. Lên, lên, lên. Được rồi đấy. Còn một bình thuốc nữa. Bây giờ tôi sẽ xuống tôi lấy luôn. Nói chung là phải tham lam các bạn ơi. Không tham lam là không được đâu. Bình thuốc. Ok, bỏ cái này lại lấy bình thuốc. Wow, sắp chết rồi, sắp chết rồi. Cố lên, cố lên. Và thế là thoát. Có thêm một bình thuốc để có thể đi khám phá luôn. Thật là bơ phẹt mà. Thuốc hồi máu nhưng mà nó là hồi máu level 1 các bạn ơi. Nói chung thì cũng không xịn lắm. Nhưng mà được rất nhiều vàng nha. Cũng như là đựng viên kim cương. Ok. Lốt đựng tí thôi. Bây giờ thì mình sẽ rời khỏi chỗ này thôi các bạn ơi. Chắc là mình sẽ đi về nhà ấy. Nhìn trên bản đồ thì không thấy một cái hang rồng ngàn tuổi nào hết. Nên chắc là thôi, tôi sẽ đi về nhà thôi. Vừa lên mặt đất thì trời đang buổi tối các bạn ơi. Tôi nhìn bên kia tôi thấy có cái gì lạ lạ lắm. Có, đây, 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 có cái cục bự tròn tròn đây nè các bạn ơi. Để mình qua đó xem thử coi nó là cái gì. Mặc dù đi trong buổi tối cực kỳ nguy hiểm. Get go. Đêm nay có phải là đêm trăng sáng không ta? Nếu có thể là khu vực này sẽ xuất hiện slam ấy. Ok, có skeleton các thứ luôn. Get go. Ây da, ui. Bay nhảy thật là đỉnh. Từ từ, mình sẽ có tí đồ trong đây đi. Chuyến này đi tìm được hơi nhiều đồ các bạn ơi. Ok. Nói chung thì cũng khá là may mắn rồi đấy. Đủ chỉ tiêu là được rồi. Bây giờ thì, ối da. Đang nói chuyện luôn á bro. Tôi có bắn nhau được không? Đây nè. Nhìn trên bản đồ mình thấy có con cục như này. Mình thấy nó lạ lạ các bạn ơi. Nhưng mà ở đây chỉ là một cái bờ biển thôi. Hoặc là bờ hồ thôi. Không có gì đặc biệt hết. À. Có một cái trứng gì ở đây các bạn à. Có mấy cái rong rêu này. Có thể đập ra được không? Cái này không đập ra được. Không đập ra được thì phải. Ủa? Hình như đập được. Để mình xem coi. Coi trong cái vỏ trứng này có gì nhá. Ok, cứ đập ra thử xem coi. Hình như trong đây không có gì hết các bạn ơi. Hay là mình nóng quá mình ven mai một phát luôn được không? Ok. Ven mai một phát luôn thì trong đây có rương. À, you need to reset apply energy stick để mà mình có thể mở được cái block này hả? Đúng rồi. Trong đây có cái rương các bạn ơi. Wow 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 wow, xịn nha. Reset cái gì nhỉ? Apply energy stick đúng không? Để mình xem coi nó nằm ở ngay cái vị trí nào. Apply energy stick là nó nằm ở đâu ta? Để mình xem coi. Đây, cái lần trước tao quay store ở chỗ này. Apply đúng không? Mình chịu khó tìm chút xíu nó sẽ ra liền các bạn ơi. Nó cũng không có nhiều ô lắm đâu. Ok, mình sắp tìm ra rồi đó. Mining. Ở đây cũng không phải. Tính ra nó có nhiều cái để mình có thể. Đây đây cái này nè. Reset cái này phải tốn tới 4 lần các bạn ơi. Thì mình mới có thể mở được cái rune này. Và trong rune này, nếu mà 4 thì mình nghĩ là trong đây nó sẽ rất là xịn á. Nhưng bây giờ chúng ta phải cần đi khám phá kho báu nhiều hơn ấy. À, để mà liên quan tới khu vực này luôn ấy, chúng ta cần phải gọi là phải muốn dùng mấy cái block này ấy, phải mở cái đó ra các bạn ơi. Wow, vậy thôi cứ để dành mấy cái này đi. Xịn nha. Cái rune này tôi sẽ ghi nhớ tọa độ nha, nó có gần nhà mình không? Nhà mình là nằm ở vị trí này. Tính ra nó cũng không xa lắm đâu. Bây giờ trời cũng chuẩn bị gần sáng rồi thôi. Bây giờ mình sẽ đi về thôi. Wow, công nhận là xịn sò thật sự ấy. Ok, sau này tôi sẽ quay lại chỗ này để mà mở cái rune nó ra nhá. Sẵn tiện đây lấy thêm tí than ở đây. Mình có đem rất là nhiều than về luôn ấy. Việc đầu tiên khi về nhà, tôi sẽ nhộm cho cái ba lô của tôi một cái màu xanh. Thật là đẹp đó. Hai màu thế này thì dùng nó mới xịn được. Ở đây là một cái ba lô sắt đúng không? Vậy thì mình nâng nó lên vàng đi.
rồi kim cương luôn á chứ. Nâng hai cái này lên thành kim cương luôn đi cho nó đỡ liên thiên các bạn ơi. Chứa nhiều đồ thì nó vẫn thích hơn. Đây một cái. Sau đó thì chúng ta sẽ để kim cương ở đây. Có nhiều kim cương mà. Nên lên kim cương một cái là cái ba lô nó rộng thênh thang luôn ấy. Mình thì mình vẫn muốn chế tạo một cái Advanced Fitting á, giống như cái series trước các bạn ơi. Thì đây là cái này nè, nó sẽ cho mình gọi là mình có thể chế tạo được luôn á nhá. Cần một gia thuộc đúng không? Cần một gia thuộc sẽ nâng cấp lên được cái này. Mình chỉ cần một gia thuộc thôi là được. Ok, nghe có vẻ cũng dễ đó. Đúng rồi đúng rồi, một gia thuộc đúng không? Để xem coi. Tôi còn dư này, lụm tiền luôn. Một cà rốt vàng, táo vàng để làm thuốc luôn á. Trời ơi, táo vàng làm thuốc nhưng mà thôi. Cái này thì nó sẽ tự động ăn giúp mình, nó sẽ tiện hơn khá là nhiều. Cho nên là vẫn phải lấy cái quả táo vàng lúc nãy các bạn ơi. Ủa, ở đây rồi. Đây, cà rốt vàng này, táo vàng này, một cái con mắt Ender đúng không? Đây, một con mắt, cái ngọc chứ. Cái này là ngọc Ender các bạn ơi. Và chúng ta sẽ có một cái miếng ở trung tâm như thế này. Sau đó thì mình sẽ có được cái miếng này. Mấy cái dưa hấu giác vàng này hôm bữa tôi có chế tạo mà. Cho nên là chỉ cần lấy ra một miếng và dùng thôi. Rất là nhanh gọn lẹ. Chúng ta sẽ có được một cái miếng cho ăn tự động. Và mình sẽ nâng nó lên thành nâng cao luôn đi. Sẽ cần 2 vàng, 1 kim cương và 3 redstone. Trời ơi, đơn giản quá. 1, 2, 3, 2 vàng. Rồi, bây giờ nâng lên luôn đó chứ. Boom, đó. Bây giờ thì mình sẽ bỏ vào một cái ba lô nào đó. Thì ba lô đó có đồ ăn thì nó sẽ tự động ăn giúp mình nhá. Ba lô này thì nó có đồ ăn này. Mình sẽ bỏ tạm thời mấy cà rốt vàng đồ vô đây đi. Rồi ăn giúp đi ha. Đúng không? Rồi, như vậy thì khi đó nó sẽ tự động ăn giúp mình, đỡ phiền đó. Quá ư là tuyệt là vời. Ngoài ra thì mình được khá là nhiều những cái bạn này nè. Để xem coi ngoài những chiếc nhẫn ra nó có thể giúp mình chế tạo được những cái món vũ khí đó nè. Nhưng mà có điều ở đây thì làm sao mình tìm được con mắt này đây? Chúng ta phải ngâm vô nước thì mới có được cái này. Ngâm vô một hồng mana các bạn ơi. Tính ra cũng xịn phết. Ok, và chiên mục tiếp theo là chiên mục mà mình tương đó là mong chờ. Boom. Rất là đơn giản lắm các bạn ơi. Ở đây thì mình có sẵn những cái cục đá sẵn này rồi. Chúng ta chỉ việc nung nó lên thôi. Mình nhớ là mình lấy nhiều than lắm các bạn ơi. Than của tôi vô biên. Và nung nó lên thôi là lụm tiền. Đây, bỏ hết vô. Đó là sẽ xong được cái phần này nhá. Chúng ta sẽ cần tiếp những cái hồn này rồi. Cái hồn này lần trước tiêu diệt mấy con kia xong, bây giờ được nhiều, được gọi là tận dụng dễ dàng ghê. Một sắt này. Có điều sắt thì bây giờ mình đang bị khan hiếm dần rồi. Quên. Chúng ta vẫn còn một stack ở đây để có thể nung được. Cũng ok. Có cái lò luyện kiếm đây luôn nên chắc mình nung đây luôn được ha. Cũng đâu vấn đề gì đâu. Nung luôn đi. Là chúng ta sẽ giải quyết được cái số sắt luôn. Và 5 cái sợi dây này nữa là được. 5 cái sợi dây leo. 1, 2, 3, 4 và 5. Đó. Tính ra mình không biết cái này nó sẽ gọi là cái độ khó của những cái này nó có tăng dần hay không, hay là do mình may mắn nữa. Nhưng mà được như thế này thì mình khá là hên đấy. Không biết là càng ngày nó có càng khó hay không. Đây, nhanh nhờ. Mới đây được thêm khá là nhiều sắt rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Và complete rồi. Boom. Có gì xảy ra không nhờ? Đây rồi. Cái cục này vẫn là normal y chang lần trước luôn các bạn ơi. Tiếp tục cục thứ hai luôn. Cái này thì chúng ta sẽ cần kéo để mà cắt những cái sợi tơ. Nói chung cái này không khó. 8-7 củ khoai cũng không có. 7 rest cái này cũng không. Tính ra mấy cái này cũng dễ luôn. Mình sẽ cố gắng làm hết luôn đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7. Đó. Thế chúng ta đã xong được một cái. Ngoài ra khoai tây của tôi thì yên tâm, khoai tây rất nhiều các bạn ơi. Và xong luôn cái phần khoai tây nhá. Mình sẽ làm cái này dành dụm nhiều nhiều đi. Rồi tập sau mình đi khám phá nhiều ải luôn cho nó hấp dẫn chút xíu nhá. Bây giờ thì mấy cái sợi tơ này có thể đặt ra được không? Hình như là không. Chúng ta phải đi tìm mấy cái hang mới được các bạn ơi. Phải đi tìm những cái hang thì chúng ta mới có thể dùng cái này được. Ủa? Ngay cái cổng hang của mình nó vẫn còn vẫn còn hai cái sợi tơ cho tôi luôn. Kìa. Quên để ý nữa nhưng mà chúng ta sẽ có được hai cái. Trời ơi, cái hang này nó vẫn giúp được mình phết nhờ. Tuyệt vời. Tôi cắt hết trơn rồi tôi vẫn chừa được hai cái. Hên á, cái này là hên đấy. Và xong cái phần này. Phần còn lại thì tiến vào trong đây rồi chúng ta chỉ cần lấy thêm một ít nữa. Nãy 24 đúng không? Mình sẽ lấy nhiều nhiều rồi đi để dành cho sau này luôn. Hôm bữa mình có đào sẵn một cái hang các bạn ơi, cho nên ở dưới đây nó xuất hiện nhiều lắm. Đây đây các bạn thấy không? Xuống đây chỉ cần chúng ta quay Minecraft thôi là lụm tiền. Ok. Nó tự động ăn giúp mình rồi kìa, xịn chưa? Được.
nhiều quá thôi, lấy thiệt là nhiều luôn đi. Sau này đỡ mất công liên thiên nữa. Tính ra mà lấy nhanh thế này mình có thể làm một cái máy farm con heo ấy. Máy farm vàng các bạn ơi. Máy farm đó sẽ rất là gọi là nhiều kinh nghiệm cho mình luôn. Nếu có thời gian mình sẽ làm nhá. Ở đây chúng ta sẽ đi lên thôi. Xịn sò chưa? Chưa gì mà mình đã có được rất là nhiều stack rồi. Bây giờ thì việc của mình là đi về nhà và kích hoạt nó thôi. Nó cần 24 nhưng mà tôi có rất nhiều, cho nên tôi dọn vô hết luôn. Và complete hết rồi. Kích hoạt năng cái. Còn cái này chắc là mình sẽ cất tạm ở trong đây đi. Đó, cả đống cái khói luôn. Bưng, cục này có khác gì cục kia không? Hai cục nó là y chang nhau các bạn ơi, y chang luôn. Tiếp tục tới cái cục thứ ba luôn á chứ. Cục này thì dưa hấu, redstone, hai cái y ngựa và những cái đá này. Wow, công nhận là dễ thiệt. Cái này thì mình sẽ làm trong thời gian offline nhé. Còn hiện tại thì bây giờ thời lượng video cũng đã không còn nữa rồi. Ồ lộn, cũng khá là dài rồi. Thì cái này mình cũng sẽ kết thúc tập này từ đây. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi tập này. Và đừng quên đón xem tập ngày mai vào lúc 18 giờ nhé. Ok, và tạm biệt tất cả các bạn. Và chúc các bạn một ngày mới thật là tốt lành.